Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với cả series những cập nhật mới của ngày thứ năm. Hôm nay bản tiếng Trung đã có một số cập nhật như sau. Đầu tiên là cập nhật thêm một S cộng mới ở trong phần Pokédex và như đã giới thiệu từ trước đó chính là Champion Pikachu S cộng hệ điện. Vậy là chúng ta bây giờ đã có ba con Pikachu rồi và Pikachu này với tổng chỉ số đó là 600 cái này chắc là chế mất rồi với tốc độ cũng rất là cao thường hệ điện tốc độ rất là cao đây là 130 và công vật lý 140 vâng và chúng ta có một Pikachu tấn công vật lý cú đấm chết luôn chứ không phải là giật điện tung tóe nữa và chúng ta sẽ cùng so sánh thử với cả hai Pikachu trước đó đây là Pikachu S cộng và đây chính là As Pikachu với tốc độ 130 cũng tương tự như vậy nhưng mà đây là công đặc biệt 130 thì đây chỉ tăng thêm các chỉ số ví dụ như là công vật lý lên 140 chẳng hạn và với Pikachu thường thì sao? Tổng chỉ số 485 thì vứt đi rồi, bậc A là đúng rồi, còn đây là bậc S cộng. Với cái duyên của nó đây, hai Pikachu. Và dòng cuối thì cộng 7,5% giảm thương. Thì như đã giới thiệu từ trước, đây là Pikachu này thiên về phòng thủ. Toàn là Pokemon hệ điện. Với việc đó là bây giờ chuyển sang đó là Black Kyurem mất rồi. Thì Black Kyurem là tấn công thì sẽ thiếu đi mất một con phòng thủ tốt. Như White Kyurem ngày trước, cho nên nhà phát hành đã ra ở uh, Champion Pikachu này là một con phòng thủ Thì có thể um, Chuẩn bị đến server Test của Champion Pikachu để xem nó như thế nào Và ngày hôm nay thì bản tiếng Trung cũng đã điều chỉnh lại uh, Cái bộ skill của Black Kyurem uh, bởi vì nó đang bị chê là quá là yếu với cả có quá nhiều, nhiều lỗi Với uh, Black Kyurem có một số cái điều chỉnh như sau Đầu tiên là đòn tuyệt kỹ của nó sẽ tăng sát thương từ 320 lên 340%. Nếu các bạn lên được ZMU rồi thì từ 360 lúc trước thì bây giờ lên thành 400%. Nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và trong lúc mà đang ở trong cái chế độ f -sung của nó thì hồi trước là cái hiệu ứng bạn tấn công uh, bạo kích thì nó sẽ tạo ra một cái đám mây băng. Và bây giờ chuyển đổi thành cái sát thương hệ uh, điện của bạn gây ra sẽ có 50% tỷ lệ nó sẽ kích hoạt hiệu ứng bạo kích. Và tiếp theo nữa một hiệu ứng của ZMU... Skill 2 đó là khi bạn ra skill 2 thì nó sẽ tạo ra một đám mây đen mù mù để bảo vệ nó thì lúc đó bạn sẽ nhận được một cái né tránh hoàn chỉnh. Đây là một cái hiệu ứng mà dạy như là né được cả những cái hiệu ứng sát thương đến từ nội tại. Một số cái ví dụ như là uh, Black Kyorem cái um, tảng băng của nó tạo ra sắc băng của nó tạo ra ấy thì nó lại bảo vệ dành cho cả một hàng dọc luôn chứ không phải là một đằng trước nữa. Uh, tiếp theo nữa là Black Kyorem nó không fix cái lỗi mà nó không nhận được những cái ấn nộ dạy như là nộ ngay lúc đầu ấy chẳng hạn mình cũng không rõ lắm và hoàn chỉnh lại cái hạt nhân của nó từ dạy như là hạt nhân đấy giống như là cái ấn điện zero ngày trước để giúp cho nó có thể được tiến vào chỗ ép sung ấy thì một số cái lỗi đấy nó không được kích hoạt thì bây giờ nhà phát định điều chỉnh thì phải chờ xem xem là Black QRM sau khi điều chỉnh thì nó sẽ như thế nào một cập nhật kế tiếp khi bạn lên được level 90 rồi thì bạn có thể quét À, câu cá này chứ không cần cần đặt auto nữa kiểu dạng như là quét như thế chẳng hạn còn nếu bạn mà kiểu như là ấn vào đây thì sẽ auto chẳng hạn thì bây giờ có phần quét khi bạn lên được level 90 nó cũng sẽ nhanh hơn Ngày hôm nay chủ yếu cũng là fix lỗi thôi chứ chưa cập nhật gì nhiều bởi vì là nhân viên uh, trò chơi vừa mới đi làm lại và ngoài ra thì ngày mai thì bản tiếng Trung mở ra cái sự kiện đó là lấy hỗ trợ S cộng trong đó thì mở ra uh, S cộng có thể vào được hỗ trợ là Darkrai với cả Dianga Thì đây chính là Darkrai với Dianga nó mở ra thêm một phần 3 này nữa là cái phần hỗ trợ đây. Thì mình sẽ dịch qua một chút về cái hỗ trợ của nó nó sẽ có tác dụng như thế nào. Với uh, hỗ trợ của Darkrai thì nó sẽ rất dễ kích hoạt. Nó kích hoạt được ngay từ khi bắt đầu vào trận đấu. Và nó sẽ gây ra sát thương 120% công đặc biệt đánh lên toàn bộ địch. Và đặt lên địch hiệu ứng là cái ấn ác mộng trong lên ngẫu nhiên ba địch trong vòng một lượt và sau khi kích hoạt cái hỗ trợ này nó sẽ cần đến tận 3 lượt để có thể kích hoạt trở lại. Ấn áp mộng này là một cái hiệu ứng bất lợi level 2 với mỗi cái ấn đó đặt lên địch thì sẽ làm cho địch có 25% tỷ lệ sẽ bị hiệu ứng ngủ sâu trong vòng một lượt sau khi hành động xong. À, nó sẽ được cộng dồn tối đa đó là hai lớp và những cái hiệu lớp này nó sẽ bị loại bỏ đi sau khi mà nó đã ngủ thành công. Và đây là một cái hiệu ứng mà gọi là đặt lên địch đến khi địch ngủ thì thôi hoặc là vậy là với 25% tỷ lệ đặt lên địch hiệu ứng có thể ngủ sau khi hành động xong cũng rất là hên xui tiếp theo đó là với Dianga Dianga nó sẽ kích hoạt khi Pokemon bên bạn ra đòn tuyệt kỹ là nó sẽ tấn công lên một hàng dọc với sát thương gây ra bằng 240% công đặc biệt và nó sẽ kích hoạt hiệu ứng đó là gia tốc thời gian lên ngẫu như một đồng đội thép bên bạn và nó sẽ cần thời gian hồi đó là 3 lượt để có thể kích hoạt hiệu ứng hỗ trợ này trở lại. Gia tốc thời gian nó sẽ có tác dụng đó là giúp cho Pokemon đó của bạn sẽ được hành động thêm một lần và đồng thời sẽ tăng thêm 10% song công, 3% tốc độ trong vòng một lượt. Thì hai hỗ trợ Dianga với cả Darkrai, hai hỗ trợ có lẽ là tốt với bạn nào mà chơi team thép với cả team bóng tối hoặc là có thể đi cùng với cả những team khác cũng được. Nhưng mà thực ra Dianga này hỗ trợ như có thể là hệ thép, còn Darkrai này chủ yếu là gây ra hiệu ứng không chế. Và bản tiếng Trung hôm nay chỉ có cập nhật như vậy thôi à, Chúng ta sẽ cùng ghé qua những bản khác à, Quên mất một việc đó là Chúng ta sẽ có 5 bộ con hệ điện Ở trong team với việc là Black Kyurem, uh, Zekrom, Zera Champion Pikachu Và chờ đợi đó là ra kế tiếp uh, Regi, Regi uh, Một bộ con hệ điện nữa Để có thể là giúp cho Regigas Chuyển sang hệ điện Lúc này nó đã có thể team thường, team đá Team băng, team thép Hoặc là team rồng Trước khi chuyển qua bản tiếng Anh thì chúng ta sẽ lướt qua bản đài trước. Bản đài thì đã chính thức đó là cập nhật toàn bộ những Pokemon bậc S+, mà đã được điều chỉnh ở bộ skill bản tiếng Trung đợt vừa rồi. Với rất là dài đây. Đây là toàn những S+, đã được điều chỉnh ở bản tiếng Trung, bây giờ đã được áp dụng dành cho bản đài luôn. Vậy là bản tiếng Anh cũng đang chuẩn bị là cập nhật tiếp là những cái hiệu ứng này để dành cho toàn bộ những Pokemon khác. Và... Manafi thì sẽ yếu đi một tí, còn đâu uh, Shiny Mega Metagross tăng mạnh hơn. Uh, trong đó có cả Zacian cũng có thể quay trở lại với cái sức mạnh nó cao hơn lúc trước. Đây rất là dài uh, cái hiệu ứng điều chỉnh của bản tiếng đài giống hệt như bản tiếng trung. Chuyển qua bản tiếng Anh thì uh, bản tiếng Anh các bạn nên theo dõi trên Discord để có thể biết được những cái link tải hay là những cái uh, sự kiện sắp tới. Với bản tiếng Anh thì ngày mai sẽ là cái sự kiện quay thẻ tím uh, Rune Chip. Với cả có một cái red draw bất ngờ giữa Main Metal với cả Kyorem